chào mừng quý anh chị và các bạn cùng quý nhà đầu tư cá nhân đang đến với kênh thông tin bất động sản Biển Xanh, nơi mà quý anh chị có thể trao gửi niềm tin, nơi mà quý anh chị có thể tìm thấy cho mình những sản phẩm bất động sản sạch, giá rẻ, pháp lý rõ ràng để đầu tư sinh lời, thay đổi cuộc sống cũng như để an cư lập nghiệp quý anh chị nhé. Gặp lại quý anh chị trong lòng Biển Xanh rất là vui. Kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Chúc tất cả mọi người một ngày mới đầu tuần thật là nhiều năng lượng. Và ngày hôm nay thì Biển Xanh sẽ chia sẻ và giới thiệu đến quý anh chị, quý nhà đầu tư một sản phẩm ký gửi mới nằm trong khu du lịch sinh thái Cát Tường Phú Sinh, nơi có 7 kỳ quan thế giới, tọa lạc ngay tại mặt tiền đường tỉnh lộ 9 thuộc xã Mỹ Hạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cách với địa phận của xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh là 8 km, và cách trung tâm Sài Gòn chợ Bến Thành nhà thờ Đức Bà là 35 km quý anh chị nhé. Cái sản phẩm ký gửi ngày hôm nay là một lô đất hướng nam khá là đẹp và có hỗ trợ vay ngân hàng, hỗ trợ vay ba bên, ngân hàng hỗ trợ lên đến 70% giá trị bất động sản quý anh chị nhé. Cái lô này thì do anh chủ là cần tiền cho nên là muốn bán, chính vì thế mà bán với giá cũng khá là mềm, khá là rẻ, chỉ có 690 triệu cho một lô đất hướng nam có diện tích ngang 4, dài 14.7, tổng diện tích trên sổ là 58.8 m² quý anh chị nhé. Khu vực dân sinh, nhà cửa, block này rất là đông đúc, nhà cửa đã xây dựng lên rồi và nó nằm ngay gần với tiện ích để xây trường mầm non và trường cấp 1. Xin mời quý anh chị cùng quý nhà đầu tư chúng ta đi theo Biển Xanh để mình đến cái vị trí của lô đất ngày hôm nay. Cái lô này nó là hướng nam cho nên cũng khá là mát quý anh chị nhé. Và vị trí lô đất của chúng ta ngày hôm nay đã tới rồi quý anh chị. Đó là từ cái cọc bê tông và cái ống nước này mình đo ngang sang 4 m, dài sâu xuống phía sau luôn là 14.7, tức là dài tới cái chỗ cái xe máy cái anh đang chạy xe đó quý anh chị. Tổng diện tích trên sổ nó là 58.8 m². Đất là đất thổ cư 100%, sổ hồng riêng, pháp lý minh bạch rõ ràng quý anh chị nhé. Đây chính là vị trí của lô đất, khá là đẹp và đường trước đất là đường nhựa rộng 7 m. Và chúng ta chạy phía trước đây thì mình sẽ đi ra được cái khu vực của xã Đức Lập Hạ, đường là đường thông quý anh chị nhé. Còn bên kia thì chính là con kênh du lịch Sông Trăng. Lô này chỉ có 690 triệu là bao sang tên công chứng, đóng thuế, ra sổ mới cho chúng ta luôn. Và có hỗ trợ vay ba bên quý anh chị, ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70%. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy nó phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp quỹ tài chính của mình thì hãy nhanh tay nhấc máy kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Trong cái khu này thì không khí nó vô cùng là trong lành và mát mẻ, không khói bụi, không ồn ào, không kẹt xe và đặc biệt luôn là không ngập nước. Và trong này thì chúng ta xây là xây tự do quý anh chị nhé, đất gò cao ráo xây dựng tự do. Cái lâu này mình xây lên là nó dài bằng cái căn này luôn đó quý anh chị, một chẹt một lầu cho cái diện tích này mình xây lên cũng khá là đẹp, rất là phù hợp cho quý anh chị có thể mua để đầu tư, mua để dành hoặc mua để an cư lập nghiệp, hoặc là nhiều quý anh chị mua để xây lên bán cũng khá là đẹp cho cái diện tích này quý anh chị nhé. Nó rất là vừa túi tiền, ngang 4, dài 14.7, tổng diện tích nó là 58.8 m² và lâu này nó là hướng nam cho nên khá là mát quý anh chị nhé. Khu vực này nhà cửa cũng đang xây rất là nhiều. Chỉ có 690 triệu và anh chủ này còn hỗ trợ vay ba bên, vay ngân hàng cho chúng ta luôn. Ngân hàng hỗ trợ vay lên đến 70%. Ở trong khu này thì đã bán cho dân hoàn toàn hết rồi cho nên là rất nhiều quý anh chị người ta muốn bán là ra công chứng là chồng tiền đủ. Rất là ít người có hỗ trợ vay ngân hàng quý anh chị nhé. Cho nên là cái anh chủ này đã hỗ trợ cho chúng ta vay ba bên nữa, rất là tuyệt vời cho mình có thể sở hữu rồi. Chúng ta chỉ cần có khoảng chừng 300 triệu là mình đã có thể sở hữu được lô đất này rồi quý anh chị. Quý anh chị và các bạn xem được video này của Biển Xanh, thấy phù hợp với nhu cầu của mình, phù hợp quỹ tài chính của mình thì hãy nhấc máy lên kết bạn Zalo hoặc gọi trực tiếp cho Biển Xanh qua số điện thoại 037 730 4018. Biển Xanh sẽ dẫn quý anh chị mình xem đất và tư vấn nhiệt tình 24/24 mọi lúc mọi nơi quý anh chị nhé. Một lần nữa thì Biển Xanh xin kính chúc toàn thể quý anh chị, quý nhà đầu tư thật nhiều sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đừng quên nhấn đăng ký kênh của Biển Xanh để theo dõi những clip mới nhất. Còn bây giờ
giờ thì Biển Xanh xin tạm dừng clip này tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý anh chị quý nhà đầu tư trong những clip tiếp theo nhé.